Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, kính thưa toàn thể chư quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng, hôm nay có một cái chủ đề mà cô bác anh chị chúng ta gửi đến cho Phước Nghiêm trao đổi, và đặc biệt là chủ đề này khán giả lại hỏi là có liên quan đến sư Minh Tệ xuất hiện hay không. Đó là cái chủ đề thiền Bát Nhã xuất hiện tại là Bình Dương. Bởi vì cái ngày 30 tháng 9 thì xuất hiện tại cố đô Huế, tức là thành phố Huế. Và ngày mùng 9 tháng 10 thì xuất hiện tại là Bình Dương. Rất là đẹp quý vị. Tất cả trên mạng xã hội đều chia sẻ và cho rằng đó là con thiền Bát Nhã, giống như là một vị Bồ Tát lâm phàm. Thì sẵn cái duyên hôm nay mình chia sẻ, mình trao đổi cái ý nghĩa trong đó. Nhưng mà trước khi nói về con thiền Bát Nhã xuất hiện tại đất là Huế, tại Bình Dương, thì cô bác anh chị chúng ta nhớ dùm cho Phước Kim, trong cái năm nay nó đặc biệt là nó rất là ly kỳ, xuất hiện nhiều cái điểm lành, nhiều cái điểm tốt, nó liên quan đến tâm linh, nó liên quan đến Phật pháp, nó liên quan đến giáo lý của nhà Phật. Thì liên quan cái gì? Cô bác chúng ta nhớ dùm. Sẵn hôm nay thì Phước Nghiêm cũng xin lược luôn. Đầu tiên là chúng ta nhớ một cái câu chuyện là được cư dân mạng và báo đài cũng đăng tin là cá chép vượt Long Môn, tức là cá chép vàng quý vị, rất là đẹp, từ ở trong đám mây nó xuất hiện ra giống như một con cá chép. Nó giống như là trong kinh sách đã diễn tả tại tức là tỉnh Thái Bình. Tỉnh Thái Bình tức là ngày mùng 4 tháng 8, ngày mùng 4 tháng 8 đầu tiên một câu chuyện là cá chép vượt Long Môn làm cho cộng đồng mạng xôn xao. Rồi sau đó tới ngày 25 tháng 9 đó thì cá chép vượt Long Môn ở tại là Bình Định thêm một lần nữa. Vậy thì hai lần xuất hiện cá chép, mà đặc biệt là ở Thái Bình, cái tên rất là đẹp, Thái Bình Thạnh Trị mà mến yêu kháng tình. Lần thứ hai là tỉnh Bình Định, nó cũng là Bình, là Bình Định, những cái nơi cái tên rất đẹp quý vị. Và đến ngày 19 tháng 9 là một cái ngày rất là tuyệt vời. Thì cô bác mình nhớ cái ngày 19 tháng 9 là cái ngày lễ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Là cái ngày 19 tháng 9 thì lại xuất hiện là Phụng Hoàng Lửa. Phụng Hoàng Lửa xuất hiện tại đó là Lào Cai, Yên Bái. Phải không quý vị? Vậy thì trước đó chúng ta lại bắt gặp là cá chép vượt Long Môn ở Thái Bình, ở Bình Định và ở Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Lào Cai thì lại xuất hiện Phụng Hoàng Lửa. Và bắt đầu hôm nay, có nghĩa là ngày hôm qua đây, thì cư dân mạng lại xôn xao thêm một lần nữa, lại xuất hiện thiền Bát Nhã, mà xuất hiện tới hai lần như vậy. Đặc biệt là thiền Bát Nhã này xuất hiện tháng 9 là tại Huế, mà tháng 10 là tại Bình Dương. Vậy thì trong cái năm nay có phải là có nhiều cái chuyện mà làm cho người ta thấy nó mầu nhiệm, có những cái chuyện này nó xảy ra, mà trước đó thì cô bác anh chị em cũng có yêu cầu Phước Kim bàn về là cá chép vượt Long Môn, nhưng mà Phước Kim cũng chưa có bàn. Sau đó thì Phụng Hoàng Lửa, tức là rất là đẹp, xuất hiện thì trên cái lưng con Phụng Hoàng giống như có một vị Bồ Tát, một vị Phật đang ngồi quý vị, làm cho người ta thấy nó rất là đẹp. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó còn hấp dẫn ly kỳ hơn, tức là một cái thiền Bát Nhã đã xuất hiện mà xuất hiện hai lần như vậy. Thì nếu nói về tâm linh, nếu nói về Phật pháp thì chúng ta nên tin tưởng rằng đây là một cái điềm lành, là cái dấu hiệu tốt đẹp mà những người có căn có duyên, những người hiểu biết thì mới thấy rất là mầu nhiệm, không phải là ngẫu nhiên, mà cũng không phải là chuyện như chúng ta nghĩ đơn giản nghe quá chị em.
Hôm nay thì sẵn có duyên đó, thì chúng ta sẽ đem cái câu chuyện này ra để mình chia sẻ, để mình thấy rằng cái giá trị tốt đẹp và nó liên quan đến Phật Pháp, nó liên quan đến, mà tất cả quý vị còn đặt câu hỏi là có liên quan đến sự việc của sư Minh Tuệ xuất hiện hay không. Nó cũng quá trùng hợp cô bác chứ, và nó quá ly kỳ, nó quá hấp dẫn. Bởi vì cá chép vượt Long Môn là một cái câu chuyện được thí dụ từ con cá chép mà nó có thể vượt qua cái ải Long Môn, Ngũ Môn đó, thì nó được đó là thành rồng. Bởi vì trong cái truyền thuyết đó là xấu là tu là thành cừu, cừu tức là tu thành rồng, còn cá chép mà nó vượt khỏi Long Môn thì nó được thành rồng, tức là được về trời, được thành tiên. Đây là một câu chuyện ý nói từ một cái phàm phu, từ cái kiếp sống đau khổ này mà nếu chúng ta phát tâm tu hành hay là mình hướng thiện thì mình cũng được thành tiên tác Phật. Đây là muốn nói cho cái sự là thay đổi số mạng hay là thay đổi kiếp sống đó. Nhưng mà đặc biệt đó, cái câu chuyện cá chép vượt Long Môn thì nó cũng chưa có cái gì để gọi là hấp dẫn. Nhưng mà đến câu chuyện thứ hai đó là Phụng Hoàng lửa xuất hiện màu đỏ rực luôn quý vị. Mà Phụng Hoàng ở đây là tượng trưng cho tứ linh Long Lăng Quy Phụng, mà hệ xuất hiện là có Thánh Dương hay là có Phật, có Bồ Tát Lâm Phàm, có một vị đức độ tức là tái thế. Mà Đức Thầy trong câu giảng Ngài đã tiên tri và Ngài đã cho biết là chừng trần gian kiến thấy Phụng Hoàng xè cánh múa để chào mừng Phật Thánh. Bởi vì trên năm non gồng phụng tốt tươi miền bảy núi mà sao báo quý, cho nên hãy nói đến sấm giảng, sấm thi giáo lý Phật giáo hảo bủ sơn kỳ hương thì đều có tiên tri và đều có nhắc, đều có báo cho chúng ta biết hết chân, hết chân quý vị. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai liễu trúc hữu duyên phe màu, ngũ văn năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng, gian dày sấm nổ chuyển lưng mà kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, bây giờ hiệp mặt hết còn thở than. Mà đặc biệt là nó xuất hiện vào cái năm nay là năm Thìn, năm rồng luôn. Vào cái năm rồng mà lại là Phụng Hoàng lửa xuất hiện, có một vị Bồ Tát cỡ trên lưng, nhưng mà vị Bồ Tát đó chưa xuất hiện, chưa thấy rõ là vị nào, nhưng mà báo hiệu cho chúng ta biết là nước Việt Nam nhằm cõi Trung ương sao cho có Phật tiên tại thế. Nó màu nhiệm chưa có quá chen, nó đặc biệt chưa? Bởi vì hôm nay đó là con Phụng Hoàng là nó tượng trưng cho tứ linh hệ xuất hiện, tức là nó mang là cái điềm tốt nghe. Chúng ta nên nhớ rằng đây là cái điềm tốt đẹp. Nước Việt Nam chúng ta là tốt đẹp, chứ không phải như những cái chuyện mình bàn là thiên tai chết chóc, sóng thần sụp đất mưa bão. Nó không phải là gì của gì, cái đó là cái chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà những cái mà xuất hiện chúng ta đang trao đổi, đang thấy đây đó là những cái điềm tốt đẹp sẽ đến cho đất nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, để chúng ta giác ngộ, thức tỉnh mà tu hành. Rồi bây giờ cái đó Phước Nghiêm nói là nó gọn thôi, nhưng mà cái mà chúng ta đang bàn hôm nay nó đặc biệt hơn là câu chuyện nóng hổi mà quý vị gửi đến cho Phước Nghiêm trao đổi, đó là Thiền Bát Nhã đã xuất hiện hai lần. Xin thưa quý vị, bởi vì con Thiền Bát Nhã đó, bởi vì chữ Bát Nhã ở đây, con Thiền Bát Nhã này là thứ nhất, nếu nói về hình thể là hình thể bằng con rồng, tức là cái đầu rồng, cái đuôi rồng. Mà trong kinh điển, trong sách vở thì thường tức là miêu tả vẽ con Thiền Bát Nhã tức là hình rồng. Còn nói qua sấm thi cũng như là giáo lý Bủ Sơn Kỳ Hương Phật giáo hảo thì Đức Thầy lại nhắc nhở và cho chúng ta biết là văn thù Bồ Tát từ bi chèo Thiền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bờm loan, rước người tu niệm xê sang, phỉ tình ai mà ta dạy chẳng dình, ngày sau đừng trách mất tình yêu đương. Nên Thiền Bát Nhã ta cầm tay lái mà quyết đưa người khỏi bến sông mê. Nên Đức Thầy đã cho biết trong sấm giảng là con Thiền Bát Nhã sang sông, miệng ngoài gọi khách mà lòng trong ngại ngùng. Như vậy thì bởi vì Bát Nhã là trí tệ, mà Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, như vậy thì hễ nói tới Thiền Bát Nhã tức là trí tệ của một vị Bồ Tát đó, mà trí tệ tức là cái đạo đức, là cái điều tốt đẹp đó. Vậy thì con Thiền Bát Nhã này nó xuất hiện
làm cho người ta thấy rất là mầu nhiệm. Trước đó là cá chép vượt Long Môn, gọi là chim phụng hoàng lửa, và đặc biệt là đến ngày hôm nay thì lại báo tin cho chúng ta biết là con thiền Bát Nhã đã xuất hiện. Xin thưa quý vị, mà trong sấm dạ Đức Thầy lại nhắc tới là thiền từ bi thẳng cánh lướt sang mà qua đông độ giấc người hữu đức, thì bể ái hà gom linh sớm dứt lòng bồ đề, sắc đá giám kình cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh mà nôi chế sửa sang thờ thế. Chờ quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về tây, lúc quỳnh hôn đèn chí sau đây, tìm nẻo thẳng mà đi về cực lạc. Đó, cho nên, nhưng mà đặc biệt là quý vị hỏi là cái thiền Bát Nhã này có liên quan đến sư Minh Tuệ hay không quý vị? Trước đó thì nhiều câu chuyện nó đều liên quan đến, bởi vì năm nay đặc biệt là có một cái sự việc là sư Minh Tuệ xuất hiện, làm cho người ta thấy là rất là vui. Nhân qua một cái hình ảnh của một cái vị sư là tu cái hạnh Đầu Đà, mà phải nói là tâm đức của vị sư này rất là tuyệt vời, được nhiều người yêu mến đón nhận qua một cái sự tu là cái hạnh xả ly, cái hạnh buông bỏ, cái hạnh từ bi, cái hạnh bình đẳng, nên rất là nhiều thơ ca, rất là nhiều bài hát điều diễn tả về cái hạnh tu của một cái vị sư là Thích Minh Tuệ, còn gọi là sư Minh Tuệ. Nhưng mà bây giờ hôm nay con thiền Bát Nhã xuất hiện, vậy thì hôm nay xin bàn cái nghĩa này đó. Bát Nhã là trí tuệ, là đáo bỉ ngạn quán từ tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thờ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết hữu ích. Mà hôm nay sư Minh Tuệ, vậy thì chữ Minh là sáng, trí tuệ là thông suốt, nó cũng đồng với nghĩa là trí tuệ là Bát Nhã. Vậy thì Minh Tuệ là trí tuệ, là thông suốt, là Bát Nhã, phải không quý vị? Nhưng mà đối với nhà Phật cũng như là giáo lý Bổ Sơn Kỳ Hương Phật giáo Hảo đó, thì lại diễn tả về con thiền Bát Nhã này rất là nhiều. Bởi vì có một bài thơ đó: tu mau kẹo chệ hở người ơi, trần gian sụp đổ đến ở bây giờ, cộng danh phú quý cuộc đời là tuồng mộng ảo giấc mơ mau tan, tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thấu cho lắm lại càng khổ thân, một khi cách biệt dương trần hai bàn tay trắng, được phần nào đâu chi bằng thức tỉnh tu mau, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn, mau mau nhẹ bước xuống đò, đò chiều chiên chót rước toàn người tu, thả thiền từ bến giác năng niu, thì kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống, việc chạy qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, chờ sáng ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mơ, 12 tháng mà còn mau tớ, thì tuôn đời cũng chống đổi thay, chữ phù văn phú quý nay mai, lưng do chuyển giờ qua đổi lại, cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành, đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thở trước mà nhan hồi còn che, miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bằng hàng đang có tu thân, nhờ ơn chờ ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong đằng tại thế, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người chung nghĩa vẹn toàn. Đó, bởi vì sau này có một câu chuyện thầy Phật kể là sẽ bị một trận nước dưng, và đến khi đó là có ngài Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thiền Bát Nhã cứu thì trần gian,
gió đưa lướt sóng bờm loan ngước người tu niệm xê sang phỉ tình ai mà ta dạy chẳng dình ngày sau đừng trách mất tình yêu đương. Vậy thì Phật là dùng cái quyền pháp để mà cho chúng ta hiểu là một vị Bồ Tát đó đem câu thiền bát nhã, tức là trí tuệ là đáo bỉ ngạn, là cái chánh pháp để hướng dẫn chúng ta. Mà thật sự nếu như có cái nặng nước đó thì Phật liền chỉ vào nơ dồ đá, tức là cái phép Phật nha quý vị, hiện ra thiền bát nhã lớn lao đó, hào quang sáng ngực muôn màu nhưng không có đáy, thêm vào không mui. Con thiền này không có mui mà cũng không có đáy luôn, quý vị thấy lạ chưa? Thì xuất hiện hai lần là quá đẹp. Tại tức là Bình Dương, tại Quế, con thiền này, con thiền gồng, con thiền bát nhã. Phật liền chỉ vào nơ dồ đá, hiện ra thiền bát nhã lớn lao, hào quang chiếu ngực muôn màu nhưng không có đáy, thêm vào không mui. Phật gần thiền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm mà được chạy mau. Thiền này chừng đến ngày sau, trong cơn sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước, để rước người hữu đức thiện duyên, đem về dự hội Hoa Liên, khỏi nợ khổ não xa miền chằng lưng. Khỏi nơi khổ não mà xa miền trầm lưng. Nhưng mà kẻ ác đức sát thân trọng trượt, kéo lên thiền cũng tuột tìm đi. Tức là kéo lên thiền cũng tuột mà chìm đi. Bởi vì thiền này do sức quyền di của chư Phật tạo để cứu nguy dân lành. Đây là một cái bài thơ, một cái bài kệ, bài kinh để nói lên là sau này nếu như có cái nạn đó thì do mình có phước đức, do mình có tu hành, do mình có biết tin Phật, tin nhân quả, do mình có hướng thiện. Cho nên nếu nói về dám sấm thi sấm dạng, đức thầy cho biết là kẻ tà gian thì sao bị lửa thiêu, mà người tu niệm thì sống đời thượng cổ. Cho nên vậy mà đặc biệt là hôm nay vào cái năm nay lại xuất hiện con thiền bát nhã, cho nên trên cộng đồng mạng đăng lên, ai có căn duyên đó, ai có phước đức, ai có căn tu thì phải sớm giác ngộ, phải sớm tập ăn chay cúng lại niệm Phật, làm lành bố thí. Trời Phật đã cho mình biết rồi ha. Đó, nếu được như vậy thì sau này dù cho mình có trải qua những cái nạn chết chóc mà mình có tu hành, mình có hướng thiện thì ơn trên trời Phật sẽ cứu độ. Chứ cần Phật liền chỉ vào nơ dồ đá, hiện ra thiền bát nhã lớn lao, hào quang sáng ngực muôn màu nhưng không có đáy, thêm vào không mui. Phật gần thiền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm mà lướt chạy mau. Thiền này chừng đến ngày sau, trong cơn sấm nổ mà nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước, để vớt người hữu đức thiện duyên, đem về dự hội Hoa Liên, khỏi nơi khổ não xa miền trầm lưng. Kẻ ác đức thì sát thân trọng trượt, kéo lên thiền cũng tuột chìm đi. Thiền này do sức quyền di của chư Phật tạo cứu nguy dân lành. Thấy chưa quý vị? Cho nên năm nay nó lạ lắm cô bác chị em ơi. Hết cá chép vượt Long Môn, Phụng Hoàng lửa xuất hiện, có một vị Bồ Tát cỡ lên trên con lưng đám mây mà hình thể rất đẹp, mà được cư dân mạng gọi là báo đài cũng đưa tin. Đặc biệt là hôm nay con thiền bát nhã bằng cái đám mây màu đỏ rất đẹp, rất là bầu nhiệm, mà từ trước cái nay chưa bao giờ chúng ta thấy. Thì như vậy thì đặc biệt là điều xuất hiện ở đất nước Việt Nam. Và hôm nay thì tất cả cô bác lại liên tưởng rằng có một cái vị sư thầy minh tuệ tu cái hạnh Đầu Đà, nên được tán thán là Việt Nam có một sư thầy. Tức là đất nước Việt Nam bây giờ có một sư thầy, không cần thiết pháp cũng đầy người theo. Tức là sư không có nói pháp nhưng mà cái hạnh tu quá tuyệt vời, từ bi buông bỏ, hiền lành đức độ, cũng đầy người theo. Phật tử thì xúc động hò reo khi mà người ta nghĩ đến cái hạnh tu của sư đi khất thực. Và sư ăn trong bình bát ngủ ngồi, đi quá duyên tam bi nhất bát, phải trải qua mưa gió ha. Nói chung là
côn trùng muỗi đốt. Nhưng mà Phật tử xúc động hò reo, nghe quý vị, nhiều người xuống tóc tỳ kheo theo thầy thì hôm nay được các vị đã phát tâm tu hành đầu đài, minh tạng minh trí, minh đức minh hành, gọi là chân trí như ngộ. Nói chung là hôm nay được rất là nhiều người đã phát nguyện phát tâm tu hành đầu đà này mà ai cũng thấy cảm mến, ai cũng thấy tức là cảm là tình trong cái sự tu hành quý vị. Cho nên như vậy mà cái bài thơ người ta mới diễn tả đó là nhiều người xuống tóc tỳ kheo theo thầy, cơm chay một bữa trong ngày, đặc biệt là đi khất thực mà lại là ăn chay mà ăn một buổi thôi, cơm chay một buổi trong ngày, đầu trần chân đất, đó đây là nhà, nghĩa trang nghĩa địa tha ma, nơi nào thầy đến cũng là quá duyên, thấy chưa quý vị? Đó, dầu ai nói ngã nói nghiêng, thành tâm chúc phúc, chẳng phiền chẳng lo, chẳng tắm mà vẫn thơm tho, tức là chẳng tắm mà vẫn được thơm tho, áo quần gách gưới chẳng so đo gì, đôi chân chai sằng bước đi, mặt người nói xấu sân si chẳng màng. Ha, đặc biệt gọi là đội mưa đội nắng chối chang, sư thầy minh tệ chẳng than một lời. Bây giờ câu cuối cùng là ai ơi Bồ Tát tuyệt vời, giữa thờ mạt pháp gạn ngờ làm sao. Vậy thì cho rằng đó là một vị Bồ Tát vì có cái tâm vị tha, có cái tâm buông bỏ, có cái tâm hy sinh, cái tâm nghĩ đến người khác. Như vậy thì bây giờ lại có những cái điềm lành xuất hiện. Thì qua cái sự việc này thì chúng ta thấy là hết sức là mầu nhiệm. Ai có căn duyên, ai có căn tu thì phải sớm giác ngộ, tu mau kẻo trễ hỡi người ơi. Đó, trần gian sụp đổ đến nơi bây giờ, công danh phú quý cuộc đời là tuồng mộng ảo, giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Một khi cách biệt dương trần, hai bàn tay trắng được phần nào đâu, phải không quý vị? Bởi vì mình chết rồi mình có đem theo được cái gì nè? Nếu người giác ngộ, mình hỏi kỹ ở trên đời này, mình mua tảo bán tằng, mình tranh danh đột lợi, mình hơn thua từ lời ăn tiếng nói, nhưng mà hiểu đúng cái nghĩa là hơn cùng thua, nhắm mắt cũng ra ma, sống tranh đua cũng nên mượn đúc huệ đến tan mùi dục lỵ. Cho nên mình có thì mình sống có ý nghĩa, mình biết mình sống cho mình nhưng mà mình nghĩ cho người khác. Vậy thì cái cuộc đời này nó tốt đẹp hiện tại mà giải thoát tương lai. Cho nên càng thâu cho lắm lại càng khổ thân, một khi cách biệt dương trần, hai bàn tay trắng được phần nào đâu. Bởi vì nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gài hầu non, chỉ có tội phước khởi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên gài, mà tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo mà giải khôn luân hồi. Bây giờ đó, Đức Thầy cả đời Ngài cho biết là cả kêu dân chúng hở ơ, sao không thức tỉnh mà diệt đời gần bên khổ đà đi đến như tên. Ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa, vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm tàn ác mà xa lằn tiên bang. Cho nên nước Việt Nam chúng ta đó là tuy là nhỏ bé nghe quý vị, nhưng mà người Việt Nam chúng ta rất là thánh thiện. Nên như vậy mà Thầy Phật báo tin cho chúng ta biết là nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng sao, nước Nam ít kẻ dụng về, thông minh trí tuệ nhiều người giỏi thay. Không có cánh bay đặng trên mây, phép tài văn võ là hay hơn nước nào. Như vậy thì qua cái sự việc mà cô bác ở trên chúng ta đặt lên câu hỏi, hỏi Phước Nghiêm là vấn đề giống như là thiền bát nhã, tức là chỉ cho cái trí tuệ của một vị Bồ Tát, và con Phụng Hoàng Lửa cũng tượng trưng cho cái sự may mắn tốt đẹp, báo tin cho nhân loại là sẽ có một vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát, một vị Phật và một vị là thánh nhân xuất hiện trên cõi đời này. Mà hôm nay lại là nó trùng hợp, người ta lại yêu quý sư Minh Tệ đó qua cái hạnh tu đầu đà. Nên vậy mà cô bác mình thấy đó,
giữa thời mạt pháp ám u. Tại sao gọi là giữa thời mạt pháp mà ám u? Bởi vì cái thời mạt pháp này đó thì tà cao hơn chánh mà buổi hạ nguyên, ít thánh mà nhiều phàm, phải không quý vị? Chúng sanh là phước mỏng nghiệp dày, tình sâu quệ cạn, mà đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ gung ginh tấm lòng chặt gìn được cái tâm không, còn hơn đem cột vào chồng biển đông. Cho nên giữa thời mạt pháp ám u bỗng sinh một bậc chân tu lạ thường. Chân tu ở đây là tu thiệt, mà tu thiệt tức là tiệt thu. Bây giờ mình cũng tu nữa, mà sư Minh Tệ cũng tu, mình cũng theo Phật mà sư Minh Tệ cũng theo Phật, nhưng mà cái sư Minh Tệ buông bỏ hoàn toàn, không bị dính mắc, không bị ràng buộc thế gian này, còn mình tu mà mình còn chưa được, phải không của bác chị em? Vậy thì mình chưa được thì mình tán thán cái người làm được, để sớm muộn gì mình cũng làm được. Và nếu sư đã làm được thì bây giờ chúng ta bắt đầu tập làm, tập buông bỏ. Nhưng mà chúng ta buông bỏ thế nào? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Có một lần nọ Đức Phật thiết là cái thân này nó vô thường, nó giả tạm, là nó không thật, sống nay chết mai. Thì có một số vị đệ tử á, hiểu nhầm cái ý đó, cho nên nói nếu nói thân này là giả, là không thật, thì bây giờ mình bỏ cái thân này. Thì Đức Phật ngài mới nhắc nhở biết giả để mà chúng ta giác ngộ, chúng ta không chấp ngã, chúng ta lo tu hành để mà được yên vui giải thoát, chứ không phải mình nói mình biết giả rồi mình nói mình buông bỏ là mình không xài hay là không cần. Khi đó mình chưa được qua sông mà mình lại dội bỏ con thuyền. Vậy thì cái thân này là thân giả này quý vị. Kiếp sống này cũng là giả, cuộc đời này cũng là giả. Thương bấy người đời không dẫn không, mà ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết mà danh lợi giàu sang rốt cuộc không. Trăm khéo trăm khôn đều giả tạm, ngàn ngu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng ngày cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay vẫn nắm không. Vừa qua cơn bão ở bên Mỹ đó xảy ra, thì ở tiểu bang đó là Florida, cô bác mình thấy cái số người mà tránh bão đó, người ta đi là chặt cứng đường hết trơn. Mình diễn tả, mình nghĩ cái cảnh đó mình khiếp sợ quá cô bác chị em. Và mình cũng có suy nghĩ cuộc đời này, nếu như mình thấy đó, thấy đó rồi đâu bỗng mất liền, sớm thức tỉnh tâm tìm đạo chánh, là sau này về Phật với ngôi tiên. Mình tạo dựng cơ nghiệp, nhưng mà đến khi thiên tai bão tố hay là này nọ thì mình cũng phải bảo toàn đánh mạng thôi, chứ không lẽ mình ở đó cho được. Nhưng mà nhờ mình có đức có phước, mình tin tưởng cầu nguyện thì mọi chuyện nó qua đi. Thương bấy người đời không chẳng không, ruộng giường nhà cửa có rồi không, tức là cái có chúng ta đây khi chết mình đem theo không được nên gọi là không. Vợ con cha mẹ lâu rồi chết mà danh lợi giàu sang rốt cuộc không. Trăm khéo trăm khôn điều giả tạm, ngàn ngu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay vẫn nắm không. Vậy thì có phải là con số không không? Nhưng mà mình biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy, thấy lầm đường thì chạy mau ra. Nếu tâm còn chút dần già, mộng sầu càng khổ mà làm xa càng nhiều. Cho nên vậy mà bây giờ mình sống ở đời này mà mình biết giác ngộ, tức là mình biết tu tập, mình biết ăn chay, mình biết cúng lạy, mình biết niệm Phật, mình biết bố thí, mình giữ giới, mình ngồi thiền, thì cái này có phải là tốt đẹp quý vị? Thì cái có này bắt đầu chúng ta chuyển, mình vừa lo cho mình mà mình lo cho người khác, thì cái này gọi là lo quần chúng là tình tiên Phật, mà lo cho mình là chắc phàm phu. Như vậy thì cái tu này nó quá thực tế và nó dễ dàng, mà chúng ta lại thấy rất là hay. Đó, cho nên vì thế mà hôm nay qua cái câu chuyện này, qua cái sự việc này, nhất là những cái chuyện mà xảy đến mà Đức Thầy đã cho chúng ta biết là những việc lạ kỳ nay có hay chưa, chưa là với kẻ chẳng ngưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Và bây giờ cô bác mình đặt câu hỏi đó, Phước Kim ơi, thì mấy hôm gài người ta cũng bàn luận xôn xao, không biết là sư Minh Tệ có trở về Gia Lai hay không, vì cái công ty đó là Pháp Tâm Thiên Định Tệ của anh Tứng, mà cư dân mạng gọi là sư bá đó, thành lập đó để chờ sư về có nơi
đó là tu tập để đi khất thực. Thì xin thưa quý vị, sư Minh Tuệ đã hứa những cái thôn làng ở Gia Lai đi khất thực, thì sư sau khi 3 tháng an cư kiết hạ thì các bác mình nên nhớ là cái thời hạn 3 tháng đã hết, chỉ còn vài ngày nữa là đúng 3 tháng. Quý vị mình đếm cho kỹ thì sư được trở về Gia Lai, hoặc giả là xin sư về, đó là sư xin về Gia Lai để thực hiện cái lời hứa đi khất thực, đi quá duyên, chứ không có cái gì mà khó khăn, không có gì trở ngại. Còn sư Minh Tuệ đã buông bỏ, mà đã buông bỏ rồi, chuyện gia đình hay là chuyện bên ngoài, chúng ta hơn thua cãi giả, tranh đấu phiền não ganh ghét gì là chuyện cá nhân của mình. Còn riêng sư là giữ tấm lòng bất động như như, và sư lúc nào cũng nguyện tu cho đến chứng quả thành đạo vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái niềm tin của tất cả quý vị Phật tử là tin sư Minh Tuệ sẽ tu đắc đạo, sẽ tu chứng quả tại thế gian này, để cho người ta thấy chánh pháp của Đức Phật Ca Mâu Ni, có người thực hành và tu được chứng đắc. Thì cái duyên đó là bên Phước Kim. Thì ngày 14 đó là tới đây, ngày 14 âm lịch tháng 9, thì Phước Kim cũng có tổ chức phái đoàn đi từ thiện, đi từ thiện Pháp Hòa. Và có lần trước thì Phước Kim có đi cho ở Gia Lai rồi, nhưng mà nơi đó có nhiều nơi là khổ lắm của bác em, nhiều là đồng bào dân tộc tiểu số, mặc quần áo lem lúa gách gứ, rồi thấy mấy đứa nhỏ đó là không có được đến trường đi học có nè, hoặc giả là nói chung là rất là dễ thương dễ mến. Nên chuyến này Phước Kim có hứa là sẽ trở lại để phát quà cho bà con đồng bào ở đó, tức là ngày 14 tháng 9 đó. Nếu biết đâu có duyên, người ta nói có duyên Phước Kim đi chuyến này chắc có sư Minh Tuệ về Gia Lai rồi gặp sư đó, thì cái đó là tùy duyên nha quý vị. Nếu có duyên thì gặp, nhưng mà để trả lời với cô bác mình đó, thì sư Minh Tuệ sẽ trở về Gia Lai. Nhưng mà lần này thì cô bác mình lại đó là ý thức được, cho nên không có tập trung đông người hay là đi theo làm ùn tắc giao thông, mà nếu có về Gia Lai thì chỉ đứng hai bên đảnh lễ hay là viếng thăm cúng dường, hoặc giả là mình ở nhà mình xem trên màn hình, trên tivi, trên điện thoại. Thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay, qua một câu hỏi mà đây là nó rất là ý nghĩa, nhưng mà Phước Kim cũng không có bàn hết được, mà chỉ nói mí mí thôi rồi cô bác mình tìm hiểu quý vị ha. Bởi vì trong cái năm nay đặc biệt là nó có xảy ra một cái sự việc rất là ý nghĩa, trong đó là cá chép vượt Long Môn, chim phụng hoàng lửa, rồi đó là thiền Bát Nhã, thì nó liên quan đến Phật pháp tu hành tâm linh, và nó đem lại cái sự tốt đẹp để cho cái cơ duyên những người có căn có duyên, những người có căn tu sẽ phát tâm tu đó cho kịp, đó cho kịp thời kỳ. Mà Đức Thầy đã cho biết là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm liên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt cứu màu vàng á. Và tiếp tục thì hôm nay cũng như thường lệ thì Phước Kim sẽ giới thiệu cái quyển Sấm Giảng Khi Văn Giáo Lý Toàn Bộ để gỡ tặng cho toàn thể cô bác chị em mình để gieo duyên. Nhưng mà đặc biệt đó thì có một số cô bác nói là mình thỉnh cuốn này về rồi mình tối mình đọc tụng hơn sao Phước Kim, bởi vì cô bác mình ở miền Bắc, ở miền Trung, ở xa xôi lắm. Nhưng mà xin thưa quý vị, mình chỉ nghiên cứu, mình học hiểu để mình áp dụng và mình tu tập. Vì Đức Thầy đã cho biết là ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà, quyền bí nhiều lời chỉ thiệt xa, bổn đạo gắn tầm cho cặn kẽ, mà lòng hiền Phật độ khỏi tinh ma. Chứ mình không có cần phải trì hành công phu. Nhưng mà nếu quý vị có một cái âm thanh hay là có một cái âm điệu đó, thì mình có thể đọc một hai bài thi trong đây. Rồi bắt đầu Đức Thầy nói là khi thừa nhàn chổi giọng ngâm nga mà bài thi phú thang qua thời thế, thì trong đây là cái lối thơ dân dần, cho nên khi mình đọc đó nó có một cái âm điệu rất là hay quý vị, nghe rất là hay nha.
Đó, bây giờ giống như là Phước Kim đọc một đoạn có liên quan đến cái câu chuyện mà Kim Phụng Hoàng ở trong cái bài Nang Thơ Cẩm Tú. Mà cái giọng Phước Kim thì không phải là nó chuyên môn giống như là gặp giảng viên. Chờ thanh lặng do đưa hiu hắt, nhìn thơ phòng. Đọc lại nha. Chờ thanh lặng do đưa hiu hắt, ngồi thơ phòng thăng bắc lạnh lùng. Đó, gẫm sắc chẳng còn cách cõi thung, đâu có được vũ mùng hoạt gió cơn mừng vui. Nào ngờ lũ dội bay ngang rồi xớp đi luôn. Chữ ngậm ngùi lỷ ngọc úa tuôn, nào phải giống chim muôn điệu thu. Lìa quê hương quên câu nghĩa cũ, bỡ sắc phàm hấp thụ đã lâu. Bởi vì quyền cơ nên ăn chặn chứa lắm quý vị, ai đọc hiểu mới được. Cuộc lung tung gối gắm chờ Âu. Đó quý vị nghe cái mình thấy hiểu ha. Cuộc lung tung gối gắm chờ Âu, tức là ở Âu Châu. Nên còn ngại bước đường chờ gót, tiếng ghiêng than tay nghe thảnh thốt. Trăm ngàn nhà bốn đảo ước mơ, con là cha con hở ú ơ thầy, xa tớ ngẩn ngơ thương mến. Nà, ngóng trong chờ vắng thờ đưa đến, đặng chung cùng một cuộc huỳnh tương. Vô nè. Cây ngô đồng hứng vẽ đợm xương, cho chim phụng mặt tình xè mua. Cảnh xúm dày mây lành bay tủa, cá chờ nam lư bủa thiên la. Chữ thánh hiền mới được nôm na, ta thọ chí hô hào chung nghĩa. Giống hiền xưa bây giờ mớ tỉa, dốc chờ ngày bóng chỗ thơm tho. Tí ngày nãy chưa được ấm no, sao được vừa nở non nhược thị. Đây chưng bài phiên dình trang kỹ, đờn những câu tỉ mỉ gu hồn. Làm cho người giả ái bắt nôn, trước cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Quảng chi thăng bị mưa nắng táp, nỡ sang vào ấm áp mặt ai. Vẽ cho văn lập chí gâu mài, phá tan óc tinh thần nhu nhược. Thân nặng nề như chim ô thước, quyết làm xong cầu đá sông ngăn. Nên chẳng màng báo ngọc châu thăng, miễn con trẻ miễn con thảo nhừng ăn thánh đê. Đứng đắng anh hùng dựng nên thợ thế, xá chi lòi chùm dế nhỏ nhen. Dội đem lòng cưỡng lý ghét ghen, thêm cùng bớt tiếng kèn lời quyền. Chốn âm ti ngu đầu mã diện, đáng trong ngày tơ số bất hồn. Cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mạng phước ra tay bẻ hồng. Cửa tiên ban hở còn phá cổng, nhà cha xưa cửa đóng then gài. Con nào hiền thì giảng thảo ngay, đứa ngộ nghịch một mai đức cổ. Nó dài lắm cô bác cho em ơi. Phước Kim đọc một đoạn trong cái quyển thi văn giáo lý cũng như là sấm giảng của đức thầy. Thì trong đây khi cô bác mình đọc câu nào mình thấy mình hiểu được, mình hiểu. Bởi vì đức thầy cho biết là cho văn điều hiểu cuộc đời thiên cơ, để dạ lão thờ yên thăng chừng nào bốn đạo hiểu thông. Thiên cơ đạo lý để lòng mơ thôi. Bởi vì trong
Ba tánh muốn nơ cao quý phải chi tầm quyền bí nơ cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ mà trong chốn ấy nhiều nơ, tức là trọng yếu rút trong các lực các kinh, tỳ lòng không ép làm in giảng này. Thấp cao các bậc chớ chày kẻ ngu người trí mà nghe thầy dạy phiên. Bởi vì những cái mà Phước Nghiêm chia sẻ chỉ là một phần nào trong cái quyển sấm giảng thi văn giáo lý mà mấy tháng nay Phước Nghiêm đã gửi tặng cho toàn thể cô bác anh chị chúng ta. Chấp tới đây thì mình sẽ giải thích từng câu, từng chữ, từng lời để cho cô bác mình hiểu được cái chánh pháp, cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hôm nay có một cái vị sư thầy Minh Tệ đã thực hành. Và cách tu hành hoàn toàn là nó vô vi, nó gần gũi và nó xác thực đó, chúng ta dễ hiểu, dễ học, dễ hành, dễ chứng đắc. Một lần nữa Phước Nghiêm cũng xin số điện thoại Phước Nghiêm đó là 0984410422 thì các bác mình liên hệ nhắn tin. Phước Nghiêm sẽ gửi tặng cuốn sấm giảng và chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và lễ kính Sư Minh Tuệ.